Ok anh em, thì ở đây mình có một cái cell pin lipo nè, nhưng mà nó có một cái vấn đề là cái chân nhôm này nó bị, không phải bị gì chân á, mà nó không có cái kẽm á. Thông thường những cái dạng pin lipo anh em mua như thế này á, thì người ta sẽ bấm sẵn một cái miếng kẽm vào đây để cho anh em có thể hàn được cái thiết của mình vào để mình có thể sử dụng nó. Còn với cái chân nhôm này thì gần như là chúng ta không thể nào hàn thiết cho nó ăn được, cho dù là anh em có sử dụng chất trợ hàn hay là bất kỳ một cái giải pháp nào đó mà để hàn được trên cái nhôm này á, bằng nhiệt á nha, thì nó cũng không đảm bảo an toàn nữa anh em, vì nhôm là một cái kim loại rất là dễ bị oxy hóa, và khi nó bị oxy hóa rồi thì cái mối hàn của nó sau khi anh em hàn lúc ban đầu nó chắc, thời gian nó cũng sẽ tự động nó bong ra. Và nếu mà hàn mà sử dụng thiết hàn hoặc là dung dịch trợ hàn mà hàn á, thì nếu mà dùng cho máy bay bay á, thì rất có khả năng nó sẽ bị rơi máy bay, rất nguy hiểm. Và vì thế cho nên là mình phải đi tìm một cái giải pháp khác để mình hàn cho chân nhôm này anh em. Và rồi bây giờ mình sẽ có một cái phương pháp khác để hàn nhôm nha anh em. Ok anh em. Rồi thì ok anh em, đây mình có một cái mạch hàn cell pin 6 của MOSFET. Mạch này thì theo quảng cáo của cái người bán là nó có thể hàn được dòng điện lên tới 2500A. Mạch này là phiên bản mới nhất của năm 2024 với rất là nhiều cái chế độ. Thì mình sẽ thử sử dụng cái mạch này để mình hàn cái chân nhôm của cái pin lipo của nó sao hết anh em. Thì đây mình có kẽm nè, mình có kẽm này kẽm 0.1 nha, kẽm mỏng nhất, không biết mỏng nhất chưa nhưng mà 0.1 là rất là mỏng nha. Rồi đây mình có một cái thép không gỉ hay còn gọi là inox đó, thì nó giống như cái này, thì nó giống như cái chỗ nằm trên cái bảng mạch của chúng ta, cái chỗ để hàn trên cái bảng mạch chúng ta. Trên cái bảng mạch của pin thông thường thì nó sẽ có một cái miếng thép không gỉ như thế này, rồi chúng ta sẽ đặt cái chân cell pin lên và chúng ta hàn cho cái chân cell pin nó dính vào trong này thì nó sẽ đảm bảo là nó chắc chắn ha. Rồi mình sẽ sử dụng thử cái mạch hàn này coi mình hàn coi có được không ha anh em. Lần trước mình có một cái mạch 5 MOSFET, lần này thì nó có cái mạch 6 MOSFET. Mạch 5 MOSFET mình không biết, mình chơi ngu anh em, mình lấy cái mạch này mình dí thẳng vào cái chân nhôm luôn nha, tức là mình dí hai cái mũi hàn, mình dí thẳng vào chân nhôm này nè, mình hàn xuống cái thép không gỉ. Thì mình vừa nhấn một phát một thì nó nổ hết toàn bộ cái đèn MOSFET, nó nổ hết toàn bộ đèn MOSFET này. Và đây là một cái kinh nghiệm của mình, mình chơi ngu ha, mất hết 200k trong một cái mạch như thế này. Tại vì nhà sản xuất người ta có để một cái mà mình không có đọc, mình không có để ý, đó chính là không được phép hàn cái gì khác ngoài thép không, ngoài kẽm, tức là chúng ta chỉ được phép hàn kẽm này thôi, không được phép hàn bất kỳ một thứ gì khác. Tại vì cái nó liên quan tới một cái vấn đề là cái khả năng dẫn điện hay là nội trở gì đó của cái kim loại mà chúng ta hàn anh em, là cái này nè. Khi mà mình dít nó lên trên nhôm á, thì cái nhôm nó có cái nội trở hay cái điện trở hay là cái khả năng dẫn điện gì đó, nó không giống như cái kẽm này. Cho nên là khi mình dít một phát một, cái con MOSFET này nó bị sốc điện nè, và nó nổ hết toàn bộ MOSFET này luôn, nổ hết toàn bộ luôn. Đó là cái kinh nghiệm mà mình cũng muốn nói với anh em, mà anh em đừng thử chơi ngu giống như mình nha. Đừng có dít hai mũi hàn nè, anh em dít thẳng lên trên cái chân nhôm nha, dít một phát một là nó sẽ nguội luôn, nó sẽ cháy rụi luôn cái dàn MOSFET của anh em, mà hư luôn cái mạch này nha anh em. Mà chúng ta chỉ được phép chích lên cái phần thép không gỉ nha, tức là bây giờ để hàn được cái này á, anh em phải đặt cái chân nhôm nó lên trên như thế này nè anh em, đặt cái chân nhôm lên như vậy, rồi anh em để lên một cái tấm thép, để lên một cái tấm kẽm như thế này nè, chân nhôm đặt lên tấm kẽm, rồi chúng ta bắn, chúng ta bấm cho nó dính hai bên rìa này ha. Tuyệt đối là không được dít thẳng lên trên cái chân nhôm này nha anh em, không được dít thẳng lên chân nhôm này nha. Dít lên một phát một là như anh em bước liền đó, hoặc là anh em có thể sử dụng kẽm này là anh em quấn tròn cái chân nhôm này là quấn tròn đó, rồi sau đó chúng ta hàn lên thì cũng được nha. Còn nếu mà anh em chơi mà dít thẳng lên như này là giống như mình, là nó sẽ nổ luôn cái MOSFET nha anh em. Rồi giờ mình sẽ thử mình hàn nha. Ở đây thì mình có một cái dàn ắc quy rất là khủng, để mình quay cho anh em coi. 200A. N200A. 200A thì theo ước đoán của mình dòng xả của nó tức thời có thể lên tới 500A. Xả tức thời có thể lên tới 500A nha anh em. 500A và 500A là dư sức để hàn được những cái kẽm như thế này nha. 500A anh em có thể hàn được kẽm tới 0.2 luôn đó anh em. Còn kẽm ở đây mình xài kẽm này là 0.1 thì dư sức hàn nha. Mình thử hàn mấy lần trước rồi. Mình hàn kẽm vào thép không gỉ thì nó rất là chắc. Nó cái mối hàn nó chắc, cực kỳ chắc luôn. Nó mình tháo ra thì nó chỉ có đứt kẽm thôi. Bên này mình hàn dùng để hàn seal pin 18650 rất là ok, không có vấn đề gì hết. Nhưng mà hôm nay mình sẽ thử mình hàn nhôm. Rồi giờ anh em chỉ cần cấp nguồn vô cho nó đúng cộng trừ là được nha. Dây đỏ là cộng, dây đen là trừ. Đây mình có làm sẵn cái khoen này nên chỉ việc móc vào thôi. Khi mà nó sóc điện một phát thì nó sẽ tự động nó dính cái khoen này vào thôi anh em. Cũng khá đơn giản nha, cũng không khó lắm đâu. Cái này mình có làm mấy lần rồi. Bây giờ mình biểu diễn lại thôi chứ cũng không có gì đặc biệt. Rồi. Nó sáng lên như vậy nè anh em. Tắt đèn cái. Đây là mình chỉnh mức độ nè, ở nhà mình hàng 95 nè. Tại mình xài pin dởm á. Rồi giờ mình sẽ chỉnh lại mức 5 ha, là mức thấp nhất, mức yếu nhất ha. Mức nhẹ nhất. Đơn giản là mình chỉ cần mình đưa vào mình dít một cái là xong. Rồi giờ mình sẽ thử nha anh em. Cái này mình không biết là vừa cầm vừa hàn có được không nữa. Cũng hơi khó, mình có một tay thôi không có làm được. Vì mình muốn cà khịa cho nên mình buộc phải làm khó bản thân tí xíu nha, để mình kiếm cái kẽm mình lót lên cái nha anh em. Chờ mình tí xíu. Rồi ha anh em, mình phải lót nè. Nhôm là để giữa nha, nhôm để giữa, kẽm ở trên và thép không gỉ nằm ở dưới. Nó đúng như cái mô hình mà hàng gọi là của hãng nó hàng á, nó cũng làm giống vậy á. Nó làm cũng gần giống vậy nghe, nhưng mình không biết có đúng không. Thì giờ đây là lần đầu tiên mình hàn luôn. Do là mình có một tay thôi cho nên là giờ mình sẽ không có cầm máy để mình hàn được, và mình sẽ phải mình sẽ hàn xong rồi mình để cho anh em xem sau nha, được không? Vậy đi, chứ giờ có một tay không làm được rồi. Cũng không đặt cái máy ở đâu được, không có chỗ để đặt cái điện thoại được nữa. Tìm không ra chỗ đặt. Nên là thôi giờ cứ mình dít thử một cái rồi mình quay cho anh em xem ha. Thì tình hình là sau các cuộc thử nghiệm hàng nhôm ha, mà mình đã bị nổ hết 2-3 cái mạch này rồi anh em. Mình nổ 2-3 cái, chứ phải nổ một cái này, nổ hết 2-3 cái. Mặc dù mình để mức cài đặt là thấp nhất anh em, nhưng mà không hiểu sao nó cũng vẫn cứ nổ mạch hoài, mình cũng chả hiểu tại sao. Thì bây giờ mình sẽ làm liều làm thêm lần nữa. Nếu đợt này mà nó nổ nữa thì thôi mình chia tay với cái vụ mà hàng nhôm này luôn anh em ơi. Nó nổ mạch không thương tiếc luôn anh em. Mình cũng chả biết tại sao mà nó lại nổ kinh khủng khiếp như vậy. Mình để mức thấp nhất luôn anh em, nó vẫn nổ cái mạch. Nổ cái nổ dàn đèn công suất này nè. Cái bản mạch này bây giờ mình đã mod lại ha, mình đã làm cho dây nó dài hơn, dây tiết diện nhỏ hơn, và có các cơ chế bảo vệ cho đèn MOSFET. Vì hy vọng là với cái cú đánh lần này thì nó sẽ không có bị nổ nữa nha anh em. Chứ mạch này mình nổ 2-3 cái đây, mình cũng hơi quýu rồi anh em. Lần này làm lần cuối rồi ha, để coi coi nó có hàn dính được không nha. Thì mấy lần trước hàn thì cũng tương đối hơi dính nè, cũng không ngon lắm. Cãi đi giờ làm liều thôi chứ sao giờ. Ok anh em. Thì hiện tại ở mức thấp nhất là mình đã có thể dễ dàng bấm cho cái kẽm nó dính vào cái thép không gỉ nha. Nhưng mà còn cái chân nhôm gì nó dính hay không mình chưa biết nha anh em. Giờ mình sẽ thử, mình cố gắng mình bấm coi nó dính không ha anh em. Hoặc là bây giờ mình chơi cái chiêu là mình nối kẽm ra dài cái đi. Khoan cái mình nối cái kẽm cho cái chân nhôm này nó dài ra cái nha anh em. Rồi nối kẽm cho dài gì cho nó chắc cú, để không là mình sẽ không còn cái cell pin để xài luôn nha anh em, vì cái chân nó ngắn quá rồi. Mình sẽ nối như thế này nha anh em. Ok anh em. Và vừa nổ đèn MOSFET nữa rồi anh em. Đây là cái thứ ba mình nổ rồi nha. Đây anh em thấy không? Lủng luôn, xuyên qua luôn, mà dính rất là chắc luôn. Nhưng mà đèn MOSFET nổ rồi. Nói chung mà nó đã có một con nổ rồi, mình không biết con nào nhưng mà nó có một con nổ rồi. Xong luôn rồi đó anh em. Mình để mức thấp nhất mình nó còn nổ đèn MOSFET nữa anh em. Quá nguy hiểm. Dây rất là dài luôn. Dây nháy, dây đèn nháy rất là dài, nhưng mình MOSFET vẫn nổ nha. Cực kỳ dài luôn, dây dài vô cùng dài luôn mà nó vẫn nổ đèn MOSFET. Cái bộ này phải nói là nó quá dởm luôn anh em. Nổ rồi nè. Xong. Bình 200Ah với cái mạch này không cân xứng nha anh em. Mạch này nó chịu không nổi nha. Mạch này rất là dở luôn.